Xin chào anh em, mình là Khầy. Chào mừng anh em đã quay trở lại với số Audio Toys của mình. Và cái số này ấy, thì nó có một cái rất là hay. Đó là mình sẽ quay trở lại với những cái mẫu tai nghe siêu rẻ. À không, thực ra là một cái thôi. Đây là chiếc tai nghe chỉ có mức giá là 99.000 đồng Việt Nam. À, cái điểm đầu tiên mà cần phải nhấn mạnh đó là mức giá thực tế của sản phẩm này là 300.000. Thế nhưng đang trong giai đoạn giảm giá xuống còn có 99.000 mà thôi. Và cái giai đoạn giảm giá này sẽ không có thời hạn giảm đến bao giờ bán hết sản phẩm thì thôi. Một điều nữa cần phải lưu ý đó là cái mẫu tai nghe này hoàn toàn không phải là tăng giá lên rồi hạ giá xuống, mà nó sẽ là giảm giá thật luôn. Không hề có chuyện là giá ảo rồi giảm đi. Vậy thì đối với một chiếc tai nghe có mức giá 300.000 nay còn có 99.000 thì chúng ta sẽ có những gì? Thứ nhất, chắc chắn là sẽ có một cái hộp. Đây. Không biết các bạn có nhìn được không? Nhưng mà cái hộp này thì trông cũng cùi thôi. Cái hộp chả có cái gì cả ngoài trừ mỗi cái tên giấy in là EDR1 của KZ. KZ thì mình đã có làm một vài video giới thiệu các cái sản phẩm KZ rồi, thì chắc anh em cũng không lạ lắm về cái thương hiệu này. EDR1 là một cái sản phẩm có cái thiết kế không có đặc điểm gì quá nổi bật. Chỉ có điều là cái dây của nó ấy thì khá là chắc chắn. Và cái dây này không phải là dây dạng chống rối, tuy nhiên nó là đỡ rối. Nếu mà so với cái Mopax X3 mà tuần trước mình có giới thiệu thì cái dây này không thể nào mà đỡ rối hơn cái dây đó, nhưng mà cũng đỡ hơn những cái loại tai nghe xoắn xích bình thường rồi. Phần đầu giắc cắm 3,5mm là cái chắn nhất, bởi vì các bạn có thể thấy ngay, nhìn cái chỗ KZ này in trông rất là nhôm nhựa Trung Quốc, trông cực kỳ đồng nát. Không hiểu tại sao cái chỗ phần KZ nó lại trông trái như này. Nhưng mặc dù vậy, cái giắc 3,5 của chúng ta vẫn là giắc mạ vàng và cái phần dây nó vẫn là rất là tốt. Điểm mạnh của KZ đó chính là về phần housing. Khi mà KZ có thể làm một cái housing trông có vẻ tỉ mỉ như vậy, housing này được khía rất là nhiều khía ở tứ xung quanh luôn. Ở xung quanh, trên dưới, trái phải, xong lại ở phần đầu đít, các thứ đều có hết. Và trông nó khá là ngộ nghĩnh, mình không biết dùng từ như nào cả. Không biết là các bạn thấy nó đẹp hay không, nhưng mà mình chỉ thấy nó cũng tương đối là ngộ nghĩnh mà thôi. Cầm thì đầm tay, nó không nhẹ cho lắm. Nhưng mà đối với bản thân một thằng nó cũng gầy nhom như mình, thì mình thấy rằng cái trọng lượng này thì mình đeo cũng rất là vừa. Có một điều cần phải lưu ý cho các bạn, đó là cái tai nghe này nó sẽ không hề viết left right, không hề viết trái phải. Các bạn cầm lên các bạn không tìm được đâu. Mình đã test cho các bạn, đó là mình lên YouTube, mình xem một cái video mà nó phát tay trái tay phải thành hai kênh, mình test xem bên nào là bên phải, bên trái, thì mình phát hiện ra là bên xanh này là bên trái, bên đỏ là bên phải. Các bạn nhớ nhá, xanh trái đỏ phải, xanh trái đỏ phải, đỏ phải xanh trái. Ok, nhớ thế là được rồi. Còn chất âm thì sao? Chất âm của chúng ta là một cái chất âm khá là ổn. Nếu như để mà so sánh với chiếc X3 mà tuần trước mình giới thiệu thì nó gần như không thua kém nhiều. Bởi vì mức giá thực tế của sản phẩm này là 300 so với 400 của con X3 ấy, thì nó có một cái rất là hay. Đó là phần bass nó không bị ù như con X3. Phần bass nó trong trẻo hơn, bass có vẻ clear hơn. Và đặc biệt là impact của nó nghe khá là tốt, impact tốt hơn con X3. Nhưng mà nếu mà xét về các giải khác thì mình nghĩ rằng là con này giải trap có vẻ không ngon lắm bằng con X3. Con X3 nó cân hơn một tẹo, con này thì giải trap không ngon lắm. Con này thì mạnh về bass, cái không, thực ra bass thì không phải quá mạnh đâu, nó mạnh về cái impact của cái bass và nó mạnh về cái giải beat. Mình nghe mấy bài kiểu pop thông thường thì rất là ổn luôn, nhạc Việt, nhạc pop biết các thứ thì cũng khá là ổn, bởi vì impact rất là tốt, giai điệu rất là sống động và cái phần mid thì nghe rất là dễ nghe. Như cái bài mà giọng cao của Sam Smith hay là kiểu Whitney Houston các thứ ấy, thì mình thấy rằng là giải stress nó không thực sự là thỏa mãn cho mình lắm. Nếu như so sánh chiếc tai nghe này với hai chiếc tai nghe Piston Line Basic lần trước mình có làm và cái chiếc tai nghe CK5 mà mình có làm đều chỉ 9K, thì con tai nghe này có ngon hơn không thì mình sẽ phải nói với anh em rằng là nó ngon hơn 96,69 lần. Ngon hơn rất là nhiều, tất cả các giải tần mà con tai nghe này xử lý đều ngon hơn những cái con kia vài lần. Bởi vì mức giá thực tế của nó khoảng 300 cơ mà, nhưng mà bây giờ nó được giảm giá xuống còn có 900k mà thôi. Bởi vì tai nghe Việt thì họ vừa mới mở khai trương cửa hàng nên họ đang giảm giá rất là hoành tráng. Mình sẽ cho đường link bên dưới phần mô tả cho anh em quan tâm nhá. Còn video đây là hết rồi, hy vọng là mình đã làm được một video hữu ích cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye. Một câu cuối cùng đó là nếu như anh so cái mẫu tai nghe này, câu này không nên nhận làm anh người khác.